Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với Social TV. Hôm nay Phạm Thiên Ân có chia sẻ những buổi show sắp tới trong tháng 4 của mình như sau. Update show tháng 4 của bé Ngân ạ. 9 tháng 4 tại Hải Phòng, 11 tháng 4 tại An Nhiên, 13 tháng 4 tại Đà Nẵng, 16 tháng 4 tại Đồng Giao. Bé Ngân rất rất mong chờ được gặp và giao lưu với cô chú anh chị ở Hải Phòng và Đà Nẵng rồi ạ. Hẹn gặp quý khán giả ở tháng 4 này nhé, mãi yêu. Và cũng không quên tháng 4 là tháng vô cùng đặc biệt với bé. Chúc cả nhà ngày cuối tuần nhiều niềm vui nha. Theo thông tin chia sẻ của Phạm Thiên Ngân thì show tháng 4 của đàn gà con có rất là nhiều và đang rất ngóng chờ để được phục vụ khán thính giả thân thương. Bên dưới bài đăng của mình thì có Thiên Ân cũng có up thêm những cái poster của mỗi chương trình. Khi ai nấy cũng biết những thông tin này đều để lại rất nhiều những lời bình luận. Sao không dìa show Cần Thơ Phạm Thiên Ngân ơi? Vậy là khán giả tại miền Tây cũng đang rất ngóng chờ đàn gà con về miền Tây để phục vụ. Nhiều khán giả cũng thắc mắc show ngày 7 tháng 4 là show có Trường Sang và Tuyết Nhung ở tại Hà Nội và Thiên Ngân không có mặt trong show này thì Thiên Ngân có trả lời đây là show riêng của anh chị nên Thiên Ngân không có tham gia. Riêng Yuno cũng nhanh chóng cập nhật các show diễn trong tháng 4. Yuno có viết như thế này trên trang cá nhân của mình, cập nhật chuỗi show diễn Yuno may mắn được tham gia cùng mọi người vào tháng 4. Đó là 9 tháng 4 tại Hải Phòng, 11 tháng 4 tại Vườn An Nhiên Sài Gòn, 13 tháng 4 tại Đà Nẵng, 16 tháng 4 tại phòng trà Đồng Dao. Mọi người nhanh tay đặt vé đến thưởng thức âm nhạc, gặp gỡ giao lưu cùng anh Mạnh Quỳnh và đàn gà con Chip Chip nha. Có thông tin gì mới, Duy sẽ update thêm. Vậy là những show tại Hà Nội thì không có cặp đôi màu vàng, tức là cặp đôi của Thiên Ngân và Duy Juno tham gia nha bà cô chú anh chị em và các bạn. Dưới bài đăng của Yuno và Thiên Ngân thì mọi người cũng nhanh chóng vào để lại bình luận động viên cũng như rất mong cũng như chúc mừng show diễn của các bé được thành công tốt đẹp trong tháng 4 này. Riêng hôm nay ca sĩ Mạnh Quỳnh ở bên Mỹ cũng vừa bay show và có chia sẻ như thế này trên trang cá nhân. Mạnh Quỳnh đang cảm thấy khờ khạo tại Houston, Texas. Tại Houston, George Bush cái tội lo xa đi ra sân bay cho sớm. Giờ người ta chưa cho check in, rảnh rỗi xin nông nổi đây. Mến chúc muôn nhà cuối tuần vui vẻ, không quạo nhé. Quỳnh bay đây. Vậy là nam ca sĩ đã đến sân bay sớm và phải ngồi ở phòng chờ tại vì máy bay chưa cất cánh. Do đó, nam ca sĩ đã gửi tới quý khán giả một clip nho nhỏ kể về những nỗi buồn ở trên đời. Nhưng mà thật ra, cái buồn cuối cùng của mỗi người không ai có thể thay thế chia sẻ, đó chính là nỗi buồn ngủ. Vậy là sau những ngày tháng không còn bạn thân là chị hai biểu diễn trên sân khấu thì giờ đây Mạnh Quỳnh vẫn đắt show bên Mỹ. Và cứ mỗi lần đi show là Mạnh Quỳnh thường chia sẻ là cảm thấy rất là buồn ngủ. Khán thính giả sau khi biết được nỗi niềm của Mạnh Quỳnh cũng đã vào bình luận động viên. Chúc cho có chuyến bay thật may mắn và show diễn thật thành công. Riêng về Phạm Tuyết Nhung, hôm nay Tuyết Nhung có chia sẻ trên trang tin của mình là em vẫn còn bán hàng online và đặc biệt là dầu gội bồ kết. Và Tuyết Nhung cũng rất mong muốn fan của mình ủng hộ công việc bán hàng online. Thêm vào đó, hiện tại Tuyết Nhung cũng rất tháo vát các công việc như là thiêu thùa, bếp núc. Và em cũng chia sẻ là em chính tay đã tự đan mua len về để đan thành một cái túi xách trông rất là đẹp. Túi xách có màu hồng và điểm thêm những chi tiết hoa văn và các phụ kiện trang trí. Vậy là một cô bé Tuyết Nhung rất là giỏi việc nhà cũng như đang cố gắng có thể ra mắt khán thính giả những ca khúc mới trong thời gian sắp tới nữa. Và như chúng ta đã biết tình hình trong mấy ngày qua thì sau khi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được an táng thì hiện tại có rất nhiều fan hâm mộ vẫn còn đang hóng những tin tức về cố nghệ sĩ Vũ Linh. Do đó, đội ngũ YouTuber vẫn đang túc trực ở tại ngôi mộ của chú ở trên Hoa Viên Bình Dương.
để có thể quay và gửi đến người hâm mộ những thước phim sống động nhất. Thì mới đây mình có đọc một bài viết rất là hay trong trang Facebook Những Người Yêu Quý Chị Hai, có chia sẻ một bài viết. Phải nói là khi đọc bài viết này, nhiều tâm tư tình cảm của fan hâm mộ dành cho chị Hai rất lớn. Mình mong muốn chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nghe. Những ngày qua, đám tang nghệ sĩ Vũ Linh diễn ra và được nhiều người đi dự lễ và tiễn biệt ông lần cuối. Điều đó lại làm mình nhớ tới ngày 28 tháng 9 năm ấy. Nhưng có lẽ ngày hôm đó còn buồn hơn, vì đó là đám tang người ca sĩ chúng ta luôn yêu mến. Và khi chị mất đi là lúc Sài Gòn đóng cửa, nhà nhà cách ly. Một sự ra đi trong vắng lặng, không người đưa kẻ rước, không tiếng kèn điệu trống. Trời đã cho chị sinh ra trong thiếu thốn, vất vả, và khi ra đi cũng không phải trong hạnh phúc chi. Đôi khi đọc bài về đám tang nghệ sĩ Vũ Linh, cũng chỉ mong là ngày 28 tháng 9 đó đừng có xảy ra sớm như vậy. Và nếu chẳng may có xảy ra thì cũng xin nguyện cho chị được ra đi trong bình yên hơn. Có fan, có những người yêu thương chị được theo chân tiễn biệt những chặng đường cuối trước khi bay về Mỹ và được thấy hình hài nguyên vẹn như nghệ sĩ chia tay. Dẫu biết là ra đi rồi thì thân xác cũng trở thành tro bụi, nhưng trong lòng mình vẫn luôn mong ngóng ngày ấy được ngắm chị lần cuối với khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười tự tại, dù chỉ là qua ảnh trên mạng thôi cũng là mãn nguyện lắm rồi. Bài viết này đã phần nào nói lên được tâm trạng của tất thảy các fan hâm mộ chị Hai. Bên dưới bài viết thì nhiều khán giả để lại bình luận phải nói là cực kỳ xúc động như sau. Nhắc tới là nước mắt trào, nhưng nhìn lại những gì đã diễn ra gần 2 năm qua thì chị là người hạnh phúc nhất thế gian, không bao giờ bị lãng quên trong lòng mọi người. Bài bạn viết nghe xúc động và đau lòng. Dù Hai ra đi không trống kèn, không còn vẹn nguyên hình hài, nhưng cũng không có một ca nghệ sĩ nào được các sư thầy, các fan trên khắp thế giới hâm mộ và yêu thương như Hai đâu. Đó cũng là niềm kiêu hãnh và hạnh phúc của Hai mà không phải ai cũng có được. Hai sẽ mãi mãi trong trái tim của chúng ta, những người hâm mộ chị. Ngày 28 tháng 9 năm 2021, ngày mà trong suốt quãng đời còn lại, tôi không thể quên. Có những bình luận động viên nghe thật rớt nước mắt. Cô xin phép được an ủi cháu và triệu triệu người hơn năm qua vẫn thương tiếc và chưa tin sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung. Đến giờ trong lòng mọi người vẫn chưa tin đó là sự thật phũ phàng. Và chúng ta thật sự tự hào rằng không biết bao người hâm mộ đã lập bàn thờ ở các chùa khắp nơi cả trong và ngoài nước, là nơi hội tụ của mọi người thắp hương tưởng niệm. Ngoài nhà riêng ở Việt Nam và Mỹ, chùa Pháp Lạc, nên những gì ca sĩ Phi Nhung để lại cho đời là niềm tiếc thương vô hạn của mọi người đối với tấm lòng, bác ái, đức độ, ngôi sao sáng trong nền nghệ thuật của Việt Nam và hải ngoại. Ở thế giới bên kia, chắc chị sẽ cười thật to, thật sảng khoái khi dương gian mọi người vẫn nhớ đến mình, chưa phút nào quên. Đọc bài của bạn mà rơi nước mắt. Chị đi không người đưa tiễn, nhưng đến mãi về sau, xem lại hình ảnh của chị, nước mắt vẫn rơi vì chị, như trong bài chị đã từng hát, làm nhân thế say mê.